Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Gương Mặt Phu Thê. Vòng 3 là các bạn sẽ nghi cặp đôi nào, các bạn có thể đề nghị chú rể bước xuống cạnh cô dâu đó để thực hiện một hành động nào đó, một lời xin lỗi, một lời nói yêu đương lãng mạn hay một lời cầu hôn, bất cứ điều gì, tránh không được hôn nhau. Bây giờ coi đội chủ nhà làm mẫu nha. Rồi mời nhà. Sao đá hay vậy? Em số 4. Em số 4. Mời bạn bước xuống. Ok, đây là có hoa, có gấu rồi nè. Tại vì em sẽ là người biết vợ em thích hoa hay là không thích hoa, thích gấu hay là không thích gấu. Em nói một cái lời yêu đương mà xin lỗi vợ em là từ hồi nào tới giờ là em có những cái lỗi lầm gì á, em nói với vợ em nha. Em nói với... Với cô số mấy? Cô dâu A cho chị nghe cái quạt. Cắn môi rồi thấy thương không? Rồi, nói. Nói đi. Hồi xưa lúc mà mới quen đó, nói làm sao? Lúc... Em ơi, cho anh xin lỗi. Nói chung là trong lúc nóng thì ai cũng nóng hết, thì có những cái lời nói mà nặng nhẹ với nhau. Thì anh cũng hy vọng rằng á, thì hai đứa cùng bình tâm hơn để giải quyết mọi chuyện nó tốt đẹp hơn. Chứ đừng có đôi co và lớn tiếng với nhau thì nó không có hay cho lắm. Và nó có những cái câu nó rất là nặng. Và thậm chí anh cũng đau mà em cũng đau nữa. Cảm ơn bạn. Mời bạn về vị trí. Sao? Mình thấy đúng đúng sai sai gì không? Sai lắm. Sai rồi. Sai. Trời. Thấy đúng mà. Đúng gì? Hả? Đúng sao? Tại vì ở trên đây cô dâu chú rể rất là sợ mình phát hiện ra, cho nên rất là ngại, sợ không dám tỏ tình. Đó là phải soạn như thế nào, nét diễn như thế nào để đánh lừa. Ừ, thấy không? Ngập ngừng ở chỗ đó. À, diễn hết. Chưa chắc. Người ta là người bình thường chứ không phải là diễn viên. Tất cả mọi người đây là người bình thường hết. Người ta không phải diễn xuất gì mình mà là người ta muốn lừa. Lừa thì phải diễn ha. Rồi hai em chọn cặp nào, chọn đi. Chọn ai Lâm? Sao em hoài vậy, anh kỳ quá vậy? Em thích Lâm hả, sao em mê Lâm hoài vậy? Em mến. Rồi số 1, em chọn số 1. Dạ em mời anh số 1 à. Chị chọn đi. Dạ cô dâu B à. Anh muốn nói gì anh cứ thoải mái. Ừ, muốn nói gì với B của mình anh cứ thoải mái. Những cái lời ngọt ngào nhất. Hoặc là những lời mà gọi là em ơi em đừng có cằn nhằn gì nữa tùy anh. Dạ em mời anh. Anh chọn cái gì mà anh thích. Đừng đưa vợ cá sấu nha. Ở đây nhân dịp chương trình này thì anh cũng xin lỗi em về tất cả. Vì anh với em sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Em tặng em. Phải vợ anh không? Không biết được luôn. Anh cầm con chó lên anh tặng vợ anh có nhớ lại kỷ niệm gì không? Không ạ. Rồi, thưa cảm ơn, thưa mời anh. Rồi, mời anh về vị trí. Chị sao không nhìn ánh mắt của ảnh ha? Chị nhận không mà chị không nhìn. Sao? Cái cặp này thiệt quá chị ơi. Có đúng không? Tại vì á, hồi nãy chị này có chia sẻ lúc mà hai người bắt đầu quen nhau á, thì có một cái kỷ niệm là sao ghét gì không nói bảo hiểm gì đó, xong cái bà này mới vô bắt ông này coi bói, thì mới hồi giống như bắt ông quỳ lên quỳ xuống, cuối cùng giống như là cái con Kiki. À. Thì rất là đầu tiên mà anh chọn con chó em nói rồi chết rồi, đúng cặp rồi. Nhưng sau khi tặng xong thì em hỏi là có nhớ kỷ niệm liên quan tới gì con chó không, thì anh nói không. Nhiều khi anh quên sao? Không quên hả? Chị ơi chắc về nhà bầm mình cho anh bầm mình bầm mặt đi chứ quên cái kỷ niệm rồi, đáng nhớ đó. Như vậy là chúng ta đã hết thời gian truy hỏi, hết thời gian đặt điều kiện cho các cô dâu chú rể. Chúng ta sẽ ghi kết quả vào giấy của mình để xem hai cặp đôi nào là hai cặp đôi vợ chồng thật. Xét về tâm lý, chúng ta sẽ chọn hai cô dâu thật trước, rồi sau đó chúng ta suy đoán chú rể sau thì dễ hơn. Sau khi những thông tin đưa ra, các bạn sẽ quyết định ghi vào giấy cặp đôi nào. Tôi sẽ thu chủ nhà trước. C4 liếc nhau dữ lắm. Họ có liếc đấy. Ừ. Vậy thì mình ghi C4 vào. Anh giống như là giám thị. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ được chọn khác nữa hả? Đòi khách. Dạ. Chúng ta có 5 giây quyết định.
hồi năm. Nãy thấy hồi nãy thấy bốn xuống cầu hôn, ba xe rất là hai là ấy tội nghiệp một. Lắm hết thời gian, nước mắt lưng lưng. Đừng có chơi trò đánh lạc hướng nhau Tuấn à. Cái gì? Người ta đang ghi, người ta đi vô đây để em cứ nói vậy chị phân tâm hiểu không? Đang nói chuyện với bà Phượng. Hồi nãy em đã nói chị ghi vô giấy là Linh với Lâm luôn á. Ghi vô giấy Linh Lâm tin mở giấy. Chị lay vậy luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ công bố kết quả. Chị thấy là mình thua rồi Lâm ơi. Đội chủ nhà Kỳ Minh Tuấn và các Phượng đã chọn cặp cô dâu chú rể thật, đó là 1A. Mời anh chị đứng lên. Có vẻ ngơ ngác quá vậy. Hình như không phải, sao? Có vẻ ngơ ngác. Cặp đôi thứ hai, 5B. Cái này hình như thiệt nè. Thiệt, mẹ mỉm cười kìa. Cũng chưa chắc. Và bây giờ, đội khách, tôi xin công bố A3. Cười biếp chịu. Ơi, 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 ơi. Ơi, phải không? Biết là bất ngờ. Trời ơi. Phải không Bảo Lâm? Phải, phải. Em thấy mặt anh sướng kìa, nó cười với tiếng kìa. Anh rồi. Cười, chỉ cười hạnh phúc chỉ ha. Chỉ cười là rút quá. Cười, có thể. Hạnh phúc quá nè mọi người. Chưa thấy gì thế, cặp đó hạnh phúc nhất rồi đó. 15 triệu hả? 15 triệu. Cặp đôi thứ hai. Chào đón quý vị quay trở lại với công bố kết quả hai cặp đôi thật trong ngày hôm nay với gương mặt phu thê. Họ là ai trong số 5 chú rể và 3 cô dâu quý vị? Thì có vợ hết người ta mới kể chuyện có thật. Ai có vợ hết, ai cũng có vợ em mà. Có vợ luôn hả? Có chứ. Và bây giờ vợ ta áo đỏ kìa. Vợ ai đang ở nhà ngồi xuống? Vợ ai đang ở nhà ngồi xuống? Vợ ai đang ở nhà ngồi xuống? Ở nhà một em chết. Trời ơi. Dạ. Đấy. Còn một người nữa. Vợ ai đang ở nhà ta? Có vẻ số 4 hả? Số 5 hay là số 3? Số 3 là chết luôn á nha, đừng ngồi nghe. Ngồi. Ngồi. Đứng hết. À, có vợ khán giả ở đây. Vậy thì mình phải hỏi lại. Ừ. Anh phải hỏi cho rõ. Vậy thì hỏi cho rõ. Ai không có bà xã ngồi ở ba cái ghế đỏ này ngồi xuống? Ai không có bà xã? Trời ơi, Tư ơi. Là mình dính một cái. Dính đúng một người. Mời hai chú rể bước xuống. Coi chừng 3C làm sao. Thôi nói chung chương trình này biết đâu bất ngờ vậy đó. Chưa chắc. Bây giờ thử đoán nào. Bây giờ là đứng ở đây là em chọn 3A rồi đó kì. 3A đúng không? Dạ. Năm gì? Năm khỏi cần biết 3A được rồi. 5B. Mời 5B hả? Em có giữ là 5C. Em cũng nghĩ là 5C. Ai là vợ của hai chàng trai đang đứng đó. Bảo Tím đứng dậy xỉu liền luôn á. Ai là vợ của hai chàng trai đang đứng ở đây? Đứng lên. Chị Tím ơi đừng. Em lại chị gì ngồi xuống đừng. Đây. Cái gì vậy? Vợ của hai chàng trai à! Thấy chưa? Và mình sai bét rồi hả? Hai anh ấy ơi. Vợ của ai đấy nhận? A với C nè nha. Vợ ai đấy nhận đi. Cho cái đấy. Bây giờ vợ ai nấy nhận. Dạ cho tôi đi. Mời đây, anh. Đổi sóc đi đi. C với 5. Nó ngoan một ghế. Mình bạn thắng. Ngoan một ghế sao không? Nó ngoan một rồi. Ê
muốn biết cái bà kia. Bà ở đâu xuất hiện? Bà ở trường nào? Bà học diễn ở đâu? Mà bà quá xuất sắc. Mọi người đều tập trung cho bà hết. Cuối cùng chồng bà không có mặt ở đây. Chồng ở nhà. Tuấn đúng cái cặp này là áo tím chưa tím chắc nha. Vẫn còn điều gì xảy ra? Còn nữa hả? Còn nữa, cái chuyện bị đổi nữa. Bây giờ kêu hôn nè mấy quạng. Bây giờ các anh phải hôn vợ mình mới chính xác, đó là vợ thật. Hôn mấy quạng. Còn chưa đúng. Diễn tới cái tùng mà em. Nào, hãy hôn vợ mình có phải hay không? Trời. Chính xác, đúng không? Cái đó đúng không? Không biết đúng hay sai mà thắng á. Thắng vậy? À thắng rồi. Đội Dương Lâm á với lại Nam Thư là A3 và 1B. Đúng không? Sai. Không có đúng. Đội chủ nhà là 1A và 5B. Đúng không? Đúng. Vậy thì kết quả chủ nhà chiến thắng. Yeah. Giải thưởng được bảo toàn. Nào các chàng trai, nãy giờ vợ mình nói xấu mình nhiều quá. Sẵn đây thôi mình xin lỗi đi. Mình mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mời các anh. Thì qua chương trình này thì anh biết là anh có nhiều cái không đúng, với lại làm cho em buồn, nên thì anh sẽ cố gắng sửa đổi. Không phải cố gắng mà là sẽ sửa đổi nghe. Phải sửa nghe. Sửa đổi. Bà xã mong muốn điều gì hãy nói với ông xã đi. Dạ em muốn ảnh bớt vô tâm, biết quan tâm mẹ con em nhiều hơn. Rồi không mê coi bóng đá nữa. Đừng để em ngủ một mình, sợ. Được không anh? Dạ được. Rồi anh thứ hai, hãy nói gì vợ mình đi. Anh xin lỗi vợ, trong thời gian qua thì anh cũng hơi nóng tánh, với lại cũng có chút là lười biếng, không chịu phụ vợ trong công việc nội trợ gia đình. Anh xin lỗi vợ rất nhiều. Từ nay anh sẽ cố gắng giúp vợ trong công việc mà nội trợ gia đình nhiều hơn. Anh yêu vợ nhiều lắm. Ở trên kia không nói một cái gì. Em mong muốn là chung là chồng biết quan tâm vợ nhiều hơn, yêu thương vợ. Thông thường anh có quan tâm đến em nhiều không em? Dạ cũng có, nhưng mà có bao giờ anh để em ngồi khóc một mình không? Dạ có chứ, những lúc khóc thì anh cũng đâu có biết đâu. Cô gái đứng lên đi, cô nói về mình. Kết quả là đội chủ nhà thắng thưa quý vị. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Chúc cho tất cả các cặp đôi đang yêu nhau, đang hạnh phúc với nhau sẽ mãi mãi hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Tại vì thật ra nếu như mà đủ yêu thì họ sẽ trở lại đúng về rồi, với bên mình. Còn nếu như mà họ trong giai đoạn đó họ tìm được cái đối tượng mới thì có nghĩa là nó giống như là cái gì là của mình thì nó cái là gì của mình là của mình. Không. Chị thấy em nói em cảm xúc, nhưng mà trong cái vấn đề này em giải quyết lý trí quá. Tức là em rất là tỉnh. Anh đi đâu làm gì kệ anh, miễn yêu là được rồi. Nhưng mà mình không thể biết là yêu là được là yêu như thế nào. Đúng không? Đúng, mình không có xác định đây được phải yêu là như thế nào nha, mà đấy là hơi bị yêu quá. Ok. Rồi. Hỏi gì đã khó được chứ vấn đề. Vội lắm rồi. 12 rưỡi rồi. Tại vì nếu như mình cứ nói lan man nó sẽ ok và anh thấy nội dung rất là đủ. Tí về cho anh cắt có sướng. Bây giờ Hoàng Sa sẽ nói là bây giờ sẽ có cái thử thách cuối cùng của anh. Em sẽ đọc ở đây. Hoàng Sa còn chưa chọn cách xử lý của Hoàng Sa. Không, đợi Hoàng Sa nói xong. Cái giải quyết của Hoàng Sa anh thấy thương, tại vì anh muốn em đi tiếp luôn. Em nói cái rằng giải quyết của em xong em đưa cái này. Và em búng tay cái thì sẽ có cái người mang tới ba cái món này cho bạn bạn đó nha. Nè, em nói với em xong rồi em sẽ đọc cái này xong rồi thì sẽ em kêu người sẽ em không nói tới cái vấn đề cho bạn này. Em không cần nói đúng không? Ok, chúng ta có những cái quan điểm cũng
không phải là quá khác nhau, nhưng mà có người sẽ chọn cách yêu nồng nhiệt hơn. Thì với quan điểm của Sa thì những cái người trẻ chúng ta thời đại này chúng ta quyết liệt với công việc nhiều lắm, thì có rất nhiều thứ ngoài kia hấp dẫn chúng ta ngoài tình yêu, đúng không? Thì cái cách chọn của Thắng là cách chọn của một cái người đàn ông mà hầu như là người đàn ông nào cũng chọn như vậy. Mình là phụ nữ mình sẽ khó hiểu được cảm giác đàn ông lắm. Mà nếu mà Sa chọn á, Sa cũng chọn là cách yêu, vẫn yêu ở trong cái lứa tuổi là 20 đến 35, mình cứ yêu thoải mái đi. Và mình sẽ cũng chỉ công khai với những người thân thiết của mình và bắt buộc là phải xác định mối quan hệ. Đúng, phải xác là vậy. Phải rõ ràng. Phải rõ ràng. Tức là không có cho đi lăng tăng lung tung khi mà mình đã thực sự đặt mối quan hệ với nhau rồi. Và dĩ nhiên sự nghiệp ai thì đó lo. Rõ ràng là như vậy. Thì đúng người, đúng thời điểm. Nói chung là xem nhẹ tình yêu một chút xíu. Đừng, em nghĩ là đặt nặng nó quá thì cả hai cùng mệt thôi. Dạ. Không, thực ra không phải là dùng từ xem nhẹ không đúng, nhưng mà không chịu đấy. Nó hoang mang, nó tưởng thiệt của mọi người. Không, mặc cho mọi người tưởng thiệt nó mới hấp dẫn. Kiểu như mặt ai cũng xanh lẹn lẹ. Thực ra em nên để tí nữa chị sẽ diễn cái màn tưởng thiệt. Rồi. À, nhưng mà em chưa ghi. Hết giờ, ghi lẽ nè. Em đề nghị mọi người nha. Phải ghi luôn rồi, ở đây rồi. Anh ghi vậy là xác định anh trả tiền nha. Trả tiền thiệt nha mọi người. Ừ. À, ghi giá vào cái phần màu vàng hả? Nãy giờ là băng tập với bộ đánh lừa mọi người. Nó trả tiền thiệt ghi lại. Không, mình ghi đúng cái giá mình đã cho. Rồi, ok. Biết đâu được. Các bạn đưa lên nha. Đầu tiên là... Thôi chết, để hôm nay tập này tôi trả chị. Em ghi bao nhiêu ạ? Không, mình nghĩ thôi, cái món này dạng kiểu rau củ quả này chắc tầm 180-200. Salad lại 130. Cái này có mực baby nha. Có mực hả? Mực baby à, mình chưa ăn cái đấy đó. Đây gắp cho nè. Không, mực baby thì chắc là tầm 2 lít rưỡi. Kịp ăn đi, lỡ có chả thì không hối tiếc nè. Lấy nước ra chả thì chả món ăn cứ lít đấy rồi. Rồi, cái gì chưa kịp ăn thì ăn đi. Chả đưa giá trước. Nhưng mà bây giờ em mới biết tôm baby. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, lý do? Lý do bởi vì mình nghĩ là với một cái không gian lịch lãm như vậy thì mình tính tiền ở nhầm ở trong đầu mình á, thì từng món mình cộng lại thì ra con số này xấp xỉ hoặc là hơn một xíu. Thắng đọc cái nhận xét luôn đi. Ôi, cái này để chương trình đọc đi. Không, Thắng phải đọc luôn đó. Phải đọc trước. Tại vì mình rất là kém về cái khoản review đồ ăn và nói lên cái cảm xúc của mình ấy, nên mình viết là đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị của Thắng, he he. 900.000 năm anh. Không, đang muốn xem cái chỗ ổng mắc cười chỗ nào. Mắc cười là vì nó nhạt á, mắc cười là vì nó nhạt á. Gì đấy mắc cười. Tới em nó chớ lẹ nè, nghĩ vô đây. I like it. Delicious. Ui, cao hả? Gấp đôi Thắng. I like it. Lý do sao mà em đưa 1.800.000 cho nó? Tại vì em thấy nó giống như cái buổi ăn lần trước, nên em nghĩ nó sẽ ở mức đó. Tức là có kinh nghiệm rồi. Đi đến em nha. Đến em. Rồi, nghĩ là mình trả quá. Để ý kiến đi. Nghĩ là mình trả tiền đợt này em quá. Em ăn các món đây đều thứ rất là vừa vặn, mặc dù em đi ăn nhiều rồi. 15 triệu. 1.500.000 quá. Không là phải trả tiền chứ. Và thực sự là rất là cảm ơn chương trình cũng như là nhà hàng đã tạo điều kiện để hôm nay chúng mình ngồi ở đây. Tiếp theo em. Có người trả. Gia Linh, người trả tiền à. Gia Linh trả tiền. Đây là con số của em, đó là 1.300.000. Thì mỗi người sắp xỉ nhau hết ạ. Nói chung là em cũng nhắm những cái bữa ăn mình hay đi ăn, em nhắm vậy thôi, chắc cũng tầm đó. Và nhà xếp là trang trí đẹp mắt nè, chế biến ngon, vị vừa ăn và rượu quen thì rất là ngon. Ok, còn với Sa thì Sa thấy là món ăn ở đây rất là bắt mắt, rất là nhiều màu sắc thấy không? Cái nước sốt nè, tím nữa, dễ thương gì đâu. Mà cái vị nó đặc biệt là rất là đậm đà, từng cái món một luôn, cái vị nó đậm đặc biệt, nó đặc trưng. Lưỡi là mình thấy là cái vị liền, dạ. Cái hương thơm của mỗi cái món ăn nó rất là khác nhau, mà nó đưa gần tới mũi là nó xông lên liền không? Mình thì ta thấy là tính thiếu về cái chất lượng, cái vị của nó đó là thấy nó cho được cái giá tiền cao mà cũng
Nói chung là cái không gian cũng rất là trẻ và rất là dễ thương. Cây có con xinh tươi. Là giá cô Sa đưa ra cho bữa ăn này là 1,2 triệu. Mình tính mất bị thiếu một món này. Không, không sao. Biết là có người phải trả tiền rồi. Đi quá trời. Bây giờ Thắng đưa ra giá hợp giúp anh. Một là Thắng hoặc hai là Nam Anh rồi. Em nghi em quá. Anh nghi anh á. Đưa giá hợp nha. San nó đưa ra giá hợp nha. Rồi 3, 2, 1. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hộp biết được giá thật như thế nào. Em ơi, bây giờ chúng ta sẽ biết được cái bộ mặt thật của cái bữa ăn hôm nay. Và chị. Nè con bố đi. Mọi người ơi, mọi người thấy không? Một người đàn ông đã bước chân ra ngoài xã hội như mình thì không bao giờ có trượt được một cái gì cả mọi người ạ. Mọi người thấy đấy. Tổng giá trị của chúng ta, cái bữa ăn của chúng ta ngày hôm nay có tổng giá trị là 632.500 đồng. Đó, thì ai phải trả ấy nhờ. Thấy chưa mọi người, đâu phải lúc nào lý trí là yếu lắm. Ây trời ơi, rẻ dữ vậy trời ơi. Trả ấy chứ nhờ. Mọi người ơi, một cái địa điểm sang trọng, ăn ngon, bắt mắt lại lãng mạn như thế này thì không thể nào mà bỏ lỡ được nha mọi người ơi. Chỉ có 662.000. Nhưng mà chỉ thấy năm thần nữa. Dạ. Thần tính thiếu thế nào có những châm năm thần đúng năm thần chứ hơi ăn gian. Ai sẽ lấy cái giá tiền cao nhất nhở? 1,8 triệu ơi. Cái gì vậy? 800.000 nha mọi người. Đây Nam Anh, Nam Anh. Nam Anh giữ tiền đi. Trả đi em. Tôi chơi nha. Rồi bắt đầu. 3. Dạ. 3 2 1. Ok. Rồi cho lên thoại. Vậy rồi, ai sẽ là người trả cái bữa này ta? Còn ai vào đây nữa? Xin chào anh ạ. Chúc mừng em. Happy birthday nào. Nâng ly nào, happy birthday. Mọi người sao vậy? Em có 800 ngàn. Chị xin lỗi. Trời ơi, gì à? Em ơi, có ghi hình để hết cho bé. Ôi dạ, xin lỗi. Em ơi, nghe. Đi chứ trời. Đâu đâu có ai mà ăn chật hoài được cái cái dạy trả tiền chứ. Có 600 mấy à bà, đâu có sao đâu đúng không? 600 mấy lẽ không có tiền trả. Thế có tiền chứ đi lắm có em tiền. Em để lên đi cho mọi người thấy. Cảm ơn. Vỗ tay cho Nam Anh nào. Cảm ơn Nam Anh nha. Trả tiền đó. Ngon hơn hẳn luôn á, sau khi Nam Anh trả tiền á. Rồi, Nam Anh hoặc là Hải Sang sẽ là người nói kết thúc cái buổi quay lần ngày hôm nay và hẹn gặp lại vào thứ mấy. Rồi. Thứ mấy giờ mà Ngọc? Hả? Thứ mấy hàng tuần? Thứ 6. Thứ 6 hàng tuần đúng không? Mấy giờ? 22:30. Ok. 22:30 HTV7 thứ 6 hàng tuần. Ok, rồi bắt đầu 3, 2. Dạ. 3, 2, 1, à, mọi người ơi, thì đến giờ thì cũng đã đến hết thời lượng của chương trình rồi. Thì đại diện cho tất cả mọi người ở đây, cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho chương trình này. Và mọi người nhớ đón xem Giải Mã Tình Yêu vào lúc 22:30 mỗi tối thứ 6 Dạ. À, và mọi người nhớ là đừng quên khung giờ 22:30 mỗi tối thứ 6 hàng tuần nha mọi người nhé. Giải Mã Tình Yêu. Cảm ơn mọi người và... Ủa? Rồi, rồi. Nhìn vô máy nào ta? Nhìn vô máy. Máy này đúng Nam Anh nói. Máy này nha. Ok. 3, 2, 1, à, và mọi người nhớ là đừng quên ủng hộ cho chương trình nha. 22:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7. Và em xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Chào tạm biệt mọi người. Dạ. Chào tạm biệt mọi người. Tất cả 5 người nha. Dạ. 3, 2, 1, kêu. Và em xin chào tạm biệt mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo. Cắt kêu. Cảm ơn mọi người.